nay có nhiều anh em hỏi ăn bả đậu nành với cơm nguội ăn 100% có tốt hay không? Giảm chi phí thức ăn xuống mà còn 50% là mình làm. Tiếp tục cho gà nữa nè. Đi những cái bao mình cho gà. Thấy giờ chứ ăn cái gì ăn hết. Bây giờ nó đâu có dính nè, có rồi, đâu có dính nè. Cái này cũng khô mà. Xong gà đi sạch nó xuống đúng không? Khô, xem ra. Nên có nhiều anh em hỏi ăn bả đậu nành với cơm nguội ăn 100% có tốt hay không? Ăn bả đậu nành cơm nguội thì nói chung là ăn hôm sau mình ăn nhiều là có vấn đề cái da mình, tại vì bả đậu nành là cái loại có nhiều canxi, cơm nguội cũng vậy luôn. Nhiều có nhiều tinh bột, có nhiều canxi nữa, mà có nhiều tinh bột, có nhiều canxi thì ăn nhiều nó tốt, ăn vừa đủ tốt. Nên mình cũng kêu nó em là cho ăn cái gì cũng được, ăn vừa đủ chứ không quá thiếu hoặc quá dư. Nếu mà mọi người cho ăn 100% đã quá dư rồi, mà nó quá dư để sinh bệnh, cho nên một là mọi người cho ăn thức ăn, anh em phải nghe, cho ăn thức ăn, tại vì trong thức ăn nó có đồ đầy đủ cho mọi người, nó chỉ thiếu cho rau xanh thôi, mình bổ sung hơn cái thanh tim thì nó ok rồi đó. Đó. Còn anh em mà có bộ đồ nành, mà mọi người tận dụng 100% luôn. Thì không được rồi, phải có trộn thôi, có trộn 50% là được không rồi. Giảm chi phí thức ăn xuống mà còn 50% là mình lại không rồi, mình lại cái phần đó 50%, mình lại nói chung là nó chiếm 80% đó, thức ăn đó, chi phí thức ăn không á là 80%, mà mình giảm được 50 là mình đã lời 20%, 40% đó, 8 triệu thì mình lời được 4 triệu đó rồi. Cho nên mọi người đừng có tham quá, cái gì ăn nhiều quá không được, ăn vừa đủ. Ví dụ khẩu đậu nành thì mọi người trộn 50-50, vậy mình có phải cho ăn hoài được, hoài. Bả đậu nành thì nó cũng không đến nỗi nào, nhưng một số loại khác không thôi mình cho ăn khoảng đây đủ. Cơm cũng vậy luôn, cơm mình cũng trộn 50-50 thôi, chứ đừng có cho nó ăn 100% luôn. Cơm cái gì chứ, toàn là tinh bột, toàn là canxi, một số vitamin giống thôi, nhưng mà không đủ, không có chất xơ, không có nhiều đạm, không có nhiều vitamin, acetamin khác, không có nhiều khoáng chất khác, thì làm sao con gà nó phát triển được nữa. Quan trọng là con gà thịt đúng không? Con gà thịt mà cho ăn nhiều canxi, ăn nhiều tinh bột, ăn nhiều những thứ như cơm, nếu thiếu như đỏ đâu nành cũng không tốt, rồi không tốt, cho nên mọi người chọn phối trộn thôi, phối trộn thật cho ăn một cân hai mươi lần, phối trộn thì mình có thể ăn cả cân không sao, mà mọi người không phối trộn họ người cho ăn 50, tối đa là 70% thôi, ăn nhiều không được. Cơm cũng bị đối với con gà lên như thế, con gà đẻ thì mình có thể cho 80% cũng được, 80% đậu nành, bả đậu nành, cơm, và có thể chọn thêm 20% cái loại khác đó, thì nó mới đủ chắc, người đủ phát triển được. Mọi người cho ăn thức ăn gì không? Một cái kết hợp thả nè, một cái kết hợp với rau đồ nè, thì nó mới đủ cái lượng vitamin, cái lượng khoáng chất, đủ thức ăn, đủ dinh dưỡng cho một con gà sinh trưởng phát triển bình thường. Còn nếu mọi người cho ăn đậu nành 100%, cơm 100% thì không có thể nào mà con gà nó đủ chắc được chứ, bảo đảm mọi người luôn. Mà cho ăn nhiều cơm đi, ăn cơm chảy,
ăn cho nhiều đậu nành đi, nhẫn này thôi, thử đi, mình thử đi. Đó, cái gì mình phải chọn, nói chung là phụ phẩm là mình phải chọn, chọn một phần phụ phẩm, 50% phụ phẩm, 20% phụ phẩm, 30% phụ phẩm, mình chọn từ từ lên vậy đó. Cái nào nó mới ăn thì mình chọn, ví dụ như mình chọn 20%, bữa sau mình chọn 30%, bữa sau mình chọn 50%, giảm gì đó, nhưng mà đảm bảo được rồi, đảm bảo được dinh dưỡng của con gà, đảm bảo được nhiều khoáng chất, nhiều vitamin được con gà hấp thụ được, mà con gà nó thiếu thiếu chất thì con gà nó sinh bệnh, mọi người cũng đầy đủ chất là một con gà nó không có bị bệnh mạnh luôn, kết hợp với mọi người phòng vaccine, phòng vaccine là mình biết phòng vaccine là những loại vaccine trị virus này, tại vì khuẩn mình phải phòng được, cái virus của mình phải phòng tiêm mới chắc đúng, virus là virus là những cái loại mà nói chung là không có thuốc chữa, cho nên mình phải phòng nó. Con gà mà bị virus là có nghĩa là rồi đúng không, cũng ít có khi nào nó sống nổi lắm, 100% cứu được, 50% là cao tay, nếu mà bệnh virus như là cúm như là H5N1 đó, gum thì cứu được nhiêu không, 500 là cao thủ, nó cứu được 500, bình thường nó cứu được đâu mọi người, cho nên mọi người phải phòng nó, mình phải phòng vaccine chứ, thế thôi, phòng vaccine đó thì con gà nó mới bảo hộ tốt được, yên tâm đó. Cho nên mà phòng vaccine kết hợp chọn thức ăn, nếu chọn thức ăn 50-50, cái một chút gì đó mà nó lớn nhanh, nó mau lớn, thịt nó ngon, đủ chất thì nó phải mau lớn rồi. Còn nếu mà mọi người không đủ chất thì chỗ nào 100% bán nó lành, 100% lúa cơm mình nấu ra đó, nó vừa mất công vừa tốn tiền mà nó sinh bệnh luôn, mà một phối trộn lại khác, phối trộn mới là đủ đầy đủ hơn, ví dụ như mình phối trộn với lúa nè, với rau nè, với vitamin nè, vitamin với các loại rau xanh nè, rồi phối trộn thêm cám heo nè, cám gà nè, cám gạo mình nữa cũng được luôn, phối trộn như đó, phối trộn cái chuối rồi nè, những cái gì rẻ rẻ mình phối trộn hết luôn, phối trộn con gà nó mới hấp thụ được nhiều chất, giống như cám này nè, cám này có nhiều thứ lắm rồi, có đậu tương nè, có khoáng chất nè, có vỏ sò, có ốc, có đạm cá nè, có ngô nè, bột ngô nè, bắp không rồi, có đủ thứ hết trơn, cho nên con gà nó mới có sinh trưởng, phát triển nhanh như thế, bự như thế, mau lớn như thế, chứ không có đó là mọi người đâu có thấy được, mọi người đâu có đâu có chuyển lớn được, chuyển mạnh như vậy được đó, cho nên mọi người cố gắng đừng cho nó ăn 100% bả đâu là 100% cơm, mà phải phối trộn thêm một số lượng rau xanh nè, các loại rau phụ phẩm đó, cải đồ nè, cải son rồi nè, rau muống, rau cần cua, và cái sầu đâu, và cái ổi mặn, chim cá rồi phải trộn đều hết, trộn một ngày thứ gì đấy nó mới đủ mà chắc cho mọi người cho nó ăn, toàn là bả đậu nành, toàn là cơm không à, thì nhất định nó sẽ bị bệnh luôn, cũng tiêu chảy là thế là đầu tiên đó, chảy là đầu tiên đó, tiêu chảy mọi người trộn thêm đầu cá, ruột cá thêm nữa, mình cho đẻ thì trộn thêm vỏ tôm, vỏ cua, vỏ sò, ốc gì đó, trộn thêm rau xanh, nhưng mà đặc biệt rau xanh nha, mà bả đậu nành thì nó có canxi nhiều mà trộn ít phần đó lại, tăng cái lượng đạm lên. Đó, tăng lượng đạm lên, tăng lượng rau xanh lên thì nó sẽ hay hơn rồi, chứ cho ăn 100% cơm 100% bảo rồi,
Tuy là nó giảm thức ăn cho mọi người đó, nó rẻ mà. Bỏ đồ này chắc là rẻ, mà cơm chưa chắc rẻ. Cơm giá cơm bây giờ 1 ký gạo nấu được 3 ký cơm, 2 ký mấy, 3 ký gì đó. Tính ra thì nó cũng không có thua kém gì thức ăn ở nhà khoa công nghiệp, mà nó được nhược điểm của nó là lâu lớn nữa rồi, lâu lớn nữa. Tại sao ông bà xưa mình nuôi, gà mà từng cơm nguội cơm cơm nóng rồi mà gà mà gà mau lớn, tại vì khi xưa ông bà mình nuôi á là cái giường của mình rộng, độ con gà nó thấp, nó có thể ăn thêm qua bên giường, ăn thêm con trùng, ăn thêm rau gáp, ăn thêm cỏ, ăn thêm dế, ăn thêm dung đất, thì nó kết hợp với ăn cơm nóng nghe sao mau lớn không. Còn bây giờ nuôi số lượng nhiều rồi, cái bắn ra giường nó mình nuôi mua nhốt nữa, mua nhốt nữa, mà ra giường hạn chế ít nữa, quản lý cũng như tết này nè, mà thả ra giường cái còn con không để ăn còn lại. Nên khó không, nếu mà cho ăn cơm không, nhưng mà xưa thì cũng không có lớn nổi luôn. Ăn cơm mình thấy kết hợp thả ăn cơm thanh dương thì nó ok hơn luôn rồi. Còn cơm mà cái dạng mà cơm mà nó chuồng nó nhốt, mình quay không lại cho mọi người đó, thì nó sẽ không có tốt bằng khó chọn thì ok hơn, tốt hơn, nó lớn nhanh hơn, ít bệnh hơn đó. Cho nên giờ người ta nuôi nhỏ lẻ khó chọn nhiều, càng cái mọi người nuôi càng ít thì cái vụ khó chọn, ví dụ mình cho cơm nguội đó thì nó về rồi lâu lâu mình cũng có cung cấp rau xanh cho nó, lâu mình cũng cung cấp cái thứ khác cho nó ăn, cái định có chứ mọi người nuôi nhiều quá, cái phần nhiều mà mọi người không cung cấp đầy đủ nó sẽ phát triển chậm lắm, rồi cho ăn cơm phát triển rất chậm, mọi người bệnh đó, bệnh mình có tiền mua thuốc còn dễ hơn nữa, có tiền mua thuốc mua kháng sinh dữ hơn nữa, à, vậy đó. Thì cái phần đó, cái phần mà sử dụng 100% bã đậu nành, 100% cơm để nuôi gà không, hạn chế không nên sử dụng cái đó, tại mình đã sử dụng cái đó rồi mình biết nó để ra cái chuyện đó mình chia sẻ không rồi, à, tại sao mình không có sử dụng này, mình nữa mình sẽ làm cái clip bã đậu nành trồng bã đậu nành cho mọi người coi trồng như thế nào, con gà nó phát triển tốt, khỏi cần nấu mình trộn không có được, nấu thì an toàn, không nấu thì cũng không sao, mình trộn mà được không? Được ok, sợ người cho ăn 100% bệnh này kia, tại mình trải qua rồi mọi người, cho nên mình kêu mọi người nuôi gà là phải trải nghiệm thực tế nha, trải nghiệm xong rồi đúc kết kinh nghiệm nè mới nuôi lớn được, rồi nuôi nhiều được, nuôi rộng có được, từ từ học hỏi, từ từ mới biết được con gà bệnh gì, con gà nó ăn uống như thế nào, cách thức nó sinh trưởng chỉ là sao thì mình sẽ biết nữa, chính mình bây giờ mình cũng còn học hỏi ví dụ bệnh tật rồi đó, tại vì nó nhiều bệnh lắm, cái hàng năm thì nó có thể nổ ra nhiều bệnh thêm nữa, mà bệnh cúm không rồi năm là 1 H2 là gì đó tùm lum tá la, là 7 là 8 gì đó, có nhiều lắm rồi đó, có rất là nhiều bệnh cúm rất là nhiều luôn đó, bệnh cúm không phải nhiều như đó, còn nếu mà xét về cái bệnh khác này thì sao mà nhiều hơn đó. Đó. Nó cúm mà nó nguy hiểm hơn, mọi người phải chích cúm nó mới có tồn tại với lớn, chích cúm luôn rồi phải chích cúm, phải phòng cúm là cái mũi đầu tiên bệnh cho gà, cái này mình thú y cũng bảo vậy, mũi đầu tiên mình phải tiêm đó, cúm sau đó có mũi khác như là phòng lum, phòng thả, phòng thủ chung, rồi tử thơ nữa, phòng đậu, phòng ABV, IMT, IB, NDB, có NBV, mọi người có tả rõ luôn rồi, có thì mọi người càng tốt, càng im thôi, đó, như thế này.
không phải sử dụng cái nào cũng được tốt đâu, phải sử dụng vừa đủ nó, đủ nó là cái nhất, đủ chắc đủ lượng con gà nó mới sinh trưởng phát triển bình thường. À, đủ nó thì nó mới không bệnh, không đủ là cái như bệnh đó. Chứ đừng nghĩ là nó giảm chi phí là mọi người cho nó ăn 100%, không có đâu, mà giảm chi phí không có cho nó ăn 100% đâu, 100% nó còn bệnh hơn. Có nhiều người đổ 100% luôn, bán đồ lành đổ 100% cho nó ăn, cơm đảo 100% cho ăn, không lớn, không lớn, không lớn, mà nó phát triển ngộ lắm mọi người, hoặc nó dễ chảy nữa, đùm đùm vô. À, cho nên mọi người cố gắng sử dụng, mọi người cố gắng phối trộn tốt vô, cho ngày ăn ít ít thôi, có thể ăn liên tục. Còn nếu mà người cho nó ăn 100% mỗi ngày thì kể như cua đó mọi người, đổ sẵn rồi, chết hết rồi. À, video mình kết thúc rồi, chúc mọi người có một ngày làm việc vui vẻ và thành công nha. Nhớ kênh ủng hộ mình để mình ra những video mới hay hơn, hút hơn về chăn nuôi, về những chăn nuôi tiết kiệm mà lại cho gà nó an toàn phục mình. Bye bye mọi người.